Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy Krông Búc tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc sơ kết công tác quản lý trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ 10 tháng đầu năm 2020, cấp phát bồn nước tại các xã trên địa bàn huyện Krông Búc. Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên. Phần cuối chương trình là nội dung Liên đoàn Lao động huyện tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trường mầm non Hải Âu. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 5 tháng 11, huyện ủy Krông Búc đã tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Đảng bộ huyện Krông Búc có 26 đảng bộ chi bộ trực thuộc với 209 chi bộ trực thuộc cơ sở. Tổng số đảng viên là 2.771 đồng chí, trong đó có 915 đảng viên nữ, 463 đảng viên người dân tộc thiểu số, 33 đảng viên theo tôn giáo. Đại hội tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ huyện bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 2020 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020, đã tổ chức xong đại hội và thành công tốt đẹp. Công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện và lấy ý kiến dự thảo văn kiện được thực hiện tốt. Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đối với Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản thành công, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Huyện ủy đã bám sát vào quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chuẩn bị chu đáo các nội dung tuyên truyền, tạo được bầu không khí phấn khởi, tin tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ, chu đáo về mọi mặt, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Các đồng chí được đại hội tín nhiệm bầu vào ban chấp hành, ban thường vụ có độ tuổi bình quân trẻ, trình độ chuyên môn, lý luận được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn thạc sĩ cao hơn nhiều lần so với nhiệm kỳ trước. Số lượng cán bộ nữ dân tộc thiểu số trong ban chấp hành, ban thường vụ được nâng lên. Hội nghị cũng đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội như cần quán triệt và chấp hành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị trong công tác chỉ đạo đại hội, cần chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, tổng hợp ý kiến xây dựng văn kiện cần mang tính khả thi cao. Đối với công tác nhân sự, cần thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong công tác điều hành đại hội, cần phân công cụ thể từng thành viên trong đoàn chủ tịch, có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nắm chắc tình hình đảng viên, đại biểu dự đại hội, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm để tạo niềm tin cho nhân dân trên địa bàn. Kết thúc hội nghị, ban tổ chức đã trao giấy khen cho hai đảng bộ xã Bưng Đờ Rang và Chư Bâng, khen thưởng cho 11 tập thể, 31 cá nhân có thành tích cao trong công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 6 tháng 11, huyện ủy Krông Búc đã tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 6 đảng viên 55, 50, 45, 40 tuổi Đảng. Đến dự có các đồng chí trong thường trực huyện ủy Krông Búc, đại diện lãnh đạo đảng ủy cơ sở có đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Đợt này, huyện ủy Krông Búc đã trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 2 đảng viên, huy hiệu 50 tuổi Đảng cho 1 đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ xã Chư Bô, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ xã Bưng Đờ Rang và cơ quan đoàn thể huyện, 1 đảng viên 40 tuổi Đảng sinh hoạt tại Đảng bộ xã Chư Bô. Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực huyện ủy Krông Búc đã nhấn mạnh việc trao huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, mà còn góp phần động viên khích lệ các đảng viên tiếp tục phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa, khơi dậy niềm tự hào và phấn đấu rèn luyện trưởng thành của thế hệ trẻ. Sáng ngày 2 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020. Đến dự có đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Vũ Văn Mỹ, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp.
Phiên họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 10. Qua đó, trong tháng 10, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bạch hầu, dịch tay chân miệng và các bệnh khác được tích cực triển khai thực hiện quyết liệt. Sản xuất nông lâm nghiệp triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai được thực hiện đúng theo quy định. An sinh xã hội triển khai thực hiện kịp thời, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng thu ngân sách của huyện tính đến cuối tháng 10 là 54,870 tỷ đồng, đạt 84,09% kế hoạch Hội đồng Nhân dân huyện giao. Tại phiên họp, đại diện các phòng ban đơn vị và các xã đã có ý kiến về các nội dung trọng tâm như công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, chi dự toán ngân sách năm 2020, xã Tân Lập đang dần hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đề xuất xây dựng điểm văn hóa xã, việc cấp đất tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho giải đua xe đạp trong thời gian tới. Vấn đề an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sau mưa bão gặp khó khăn. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được ở các lĩnh vực. Đồng chí cũng đề nghị các ngành, các đơn vị phải thay đổi cách nghĩ, cách làm sao cho hiệu quả công việc cao nhất. Kết thúc phiên họp, đồng chí Vũ Văn Mỹ, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã nhấn mạnh các phòng ban đơn vị, các xã cần triển khai công việc cụ thể, lên kế hoạch những tháng còn lại của năm, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Sáng ngày 3 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ 10 tháng đầu năm 2020. Đến dự có đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Hội nghị do đồng chí Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020, trên địa bàn huyện Krông Búc có tổng số công trình tiếp nhận hồ sơ và giấy phép xây dựng là 42 công trình, trong đó nhà ở riêng lẻ là 39 công trình. Tổ chức kiểm tra 71 công trình xây dựng, trong đó 42 công trình có giấy phép, phát hiện và xử lý 29 công trình không có giấy phép. Cưỡng chế tháo dỡ 7 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, 7 công trình của người dân tự khắc phục hậu quả. Đối với dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây, thị xã Buôn Hồ, đoạn đường có chiều dài 10,4 km qua địa bàn huyện Krông Búc, hiện nay tiến độ dự án đang hoàn thiện các hạng mục để bàn giao vận hành, đưa vào khai thác sử dụng. Trên đoạn tuyến có 9 đường ngang dân sinh và 66 lối mở đường đi tự phát vào rẫy của người dân, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Dưới sự chỉ đạo cương quyết của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc của các cấp các ngành, đến nay, không có phát sinh trường hợp nào vi phạm về trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường tránh Tây đi qua huyện. Phát biểu tại hội nghị, đại diện các xã và phòng ban chuyên môn đã nêu ý kiến kiến nghị và giải pháp để quản lý trật tự xây dựng tại địa phương. Cùng với đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo xã phải quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý xây dựng, kịp thời phát hiện, tuyên truyền và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện. Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã cấp bột nước cho nhân dân gặp khó khăn về vấn đề nước sạch tại huyện Krông Búc. Qua đó, đã có 269 hộ được nhận bồn nước để chứa nước sạch. Trong những năm qua, do tình hình khô hạn kéo dài, gây ra tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt sản xuất, nhiều người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, hàng ngày vẫn phải sinh hoạt bằng nước từ các con suối, hồ đập hoặc vào rừng chở nước về, phục vụ việc ăn uống. Với việc cấp bồn chứa nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn trong việc tích trữ nước mưa, bơm nước từ các hộ có giếng nước sạch về bồn chứa để sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng trong việc phòng tránh các dịch bệnh do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Theo đó, tại huyện Krông Búc được cấp 269 bồn nước, cấp cho 269 hộ, đưa về các xã, cụ thể là xã Tân Lập 6 hộ, xã E Ngai 18 hộ, xã Chư Bô 18 hộ và xã E Xin 227 hộ. Đây là số bồn chứa nước được cấp phát theo chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sạch sinh hoạt, phân tán theo quyết định số 2085 QĐ-TTG ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Sáng ngày 3 tháng 11, Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc đã tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Y Thao Nghê sinh hoạt tại công đoàn cơ sở xã Chi Bơm. Được biết, đoàn viên Y Thao Nghê hiện đang sinh hoạt tại công đoàn cơ sở xã Chi Bơm, là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nhà ở, vợ phải đi làm ăn xa, một mình anh Y Thao phải nuôi hai con nhỏ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc đã trao số tiền 25 triệu đồng cho gia đình anh Y Thao để có thêm nguồn kinh phí xây dựng ngôi nhà mới. Số tiền được trích từ nguồn quỹ xây nhà mái ấm công đoàn năm 2020. Ngôi nhà được xây dựng tại buôn A Đờ Rương Điết, xã Chư Bâng, có diện tích 120m2 với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Trước sự quan tâm của các cấp chính quyền, nay được ở trong ngôi nhà mới, anh Y Thao Nghê đã xúc động gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Lao động các cấp và hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hơn nữa xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Được biết, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc đã trích số tiền 75 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Krông Búc. Chiều ngày 5 tháng 11, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trường Mầm non Hải Âu. Trường Mầm non Hải Âu được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014. Đến nay, trường hiện có 9 cán bộ và nhân viên. Được sự quan tâm của ngành giáo dục, đặc biệt là công đoàn ngành giáo dục huyện Krông Búc, công đoàn cơ sở trường Mầm non Hải Âu được thành lập có 5 đoàn viên tham gia. Đồng chí Nguyễn Thị Dung được chỉ định giữ chức chủ tịch công đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nay Minh Cương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc đã đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo trường Mầm non Hải Âu đã tạo điều kiện cho người lao động của nhà trường được gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam và thành lập công đoàn cơ sở tại đơn vị. Đồng chí đề nghị công đoàn cơ sở trường Mầm non Hải Âu cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, động viên người lao động thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, phối hợp với lãnh đạo nhà trường phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào lao động sáng tạo. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.